Ngày 17 tháng 10 năm 2015, một người đàn ông Đức tóc vàng hoe, nổi tiếng vui tính, tên là Klopp, tự dưng rơi xuống sân Anfield. Với một nụ cười tỏa nắng, ông Klopp ký vào bản hợp đồng 3 năm với một nhiệm vụ rất nhẹ nhàng: Make Liverpool great again. Thời điểm người Đức vui tính này ký vào bản hợp đồng, rất nhiều kỳ vọng cùng nghi ngờ được đặt lên vai ông. Tuy nhiên, có lẽ đến những cổ động viên tích cực nhất cũng không thể ngờ, từ cú đặt bút này, câu lạc bộ Liverpool chính thức chuyển mình từ một câu lạc bộ đang dần mất đi định hướng trở về vị thế dẫn đầu và tăng giá trị thương hiệu lên đến 5 tỷ đô. Hành trình ấy đã diễn ra như thế nào? Có bí mật gì chưa được tiết lộ đằng sau cú ngã thật vô tình của Klopp hay không? Chào mừng các bạn đến với Học viện Bò và Gấu. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu lịch sử câu lạc bộ Liverpool và cách thương hiệu này được yêu mến và săn đón ở mọi nơi, trừ Manchester nhé. Liverpool FC được sinh ra từ một pha tranh chấp khá gắt giữa chính quyền Everton và ông chủ lô đất Anfield tên là John Holding. Sau 8 năm thuê đất của ông Holding, đội Everton đã cắt hợp đồng và chuyển qua Goodison Park vì giá của Anfield quá đắt. Dân chơi không ngại mưa rơi, ông Holding tự mở một câu lạc bộ và lấy luôn tên là Liverpool cho khỏi đụng hàng. Năm 1892, câu lạc bộ chính thức ra mắt công chúng và ăn nhẹ đội Rotherham Town 7-1 trong một trận đấu giao hữu. Đội hình câu lạc bộ này gồm toàn các hào thủ người Scotland, tức là toàn mấy ông dâu đỏ mặc váy đó các bạn. Sau 4 năm chinh chiến, Liverpool được thăng hạng lên đá ở giải hạng nhất năm 1896. Thăng hạng được vài năm thì đội của ông Holding lượm được cái chức vô địch vào năm 1901 và sau đó là năm 1906. Nhưng sau hào quang của hai chức vô địch đầu tiên là phong độ trôi sụt liên tục trong nhiều năm, có thời điểm hạn hán thành tích liên tục trong hơn 20 năm liền. Đến mùa giải năm 1953-1954, Liverpool chính thức bị giáng hạng xuống thi đấu ở giải hạng 2. Việc xuống hạng vốn là điều rất xấu hổ với các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, nhưng Liverpool sau khi xuống hạng còn thua tiếp một đội còn không được xếp hạng tên là Worcester City tại cúp FA. Những điểm báo xấu liên tục khiến ban lãnh đạo đội bóng liên tục phải thở oxy mỗi lần xem đội nhà đá. Thời thế sinh anh hùng, đúng lúc này, một nhân vật tên là Bill Shankly xuất hiện và được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng. Sau khi nhậm chức, ông đã sa thải ngay 24 cầu thủ không đạt yêu cầu và tân trang lại phòng để giày thành phòng bàn chiến thuật. Chỉ có đúng 6 người được phép ra vào căn phòng này là Bill Shankly và các trợ lý. Thì cũng không biết là 6 ông này làm gì trong căn phòng đấy. Chỉ biết sau đó căn phòng này đã giúp Liverpool trở lại phong độ đỉnh cao và vô địch vào năm 1964. Sau 15 năm tại vị ở Anfield, Bill Shankly đã đưa đội bóng thành phố cảng vươn tầm mạnh mẽ và nâng cao 9 danh hiệu, trong đó có 3 chức vô địch quốc gia và danh hiệu châu Âu đầu tiên của Liverpool, UEFA Cup vào năm 1972-1973. Shankly nghỉ hưu, tạo cơ hội cho người trợ lý Bob Paisley lên làm huấn luyện viên trưởng. Chỉ mất 2 năm để vị tân huấn luyện viên này giành được ngay một cú đúp cúp vô địch quốc gia và cúp UEFA. Không dừng lại ở đó, ngay năm tiếp theo, ông tiếp tục giúp Liverpool bảo vệ thành công ngôi vương ở giải quốc nội và ăn thêm cái cúp C1 đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Sau 9 năm dẫn dắt lữ đoàn đỏ, Bob Paisley đã trở thành một trong những huấn luyện viên thành công nhất của đội bóng với vô số danh hiệu lớn nhỏ, trong đó nổi bật nhất là 3 cúp châu Âu vào các năm 1977, 1978 và 1981. Cúp duy nhất ông mãi không ăn được là cúp FA. Kể cũng hơi cay nhỉ. Quá là chán, Paisley nghỉ hưu và lại đề cử trợ lý của mình là Joe Fagan lên làm huấn luyện viên trưởng. Giống như người tiền nhiệm, Fagan nhanh chóng mang về danh hiệu cho câu lạc bộ. Ở mùa giải đầu tiên, Fagan đã đưa Liverpool đến cú ăn 3 đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Đang vui thì Liverpool gặp phải một đại thảm kịch. Trước trận chung kết cúp châu Âu với Juventus, cổ động viên Liverpool đã xô đổ rào chắn và lao vào ẩu đả với fan Juventus. Một bức tường đã sụp đổ khiến 39 fan hâm mộ người Ý đăng xuất khỏi server trái đất. Trận đấu vẫn tiếp tục và hệ quả là Liverpool thua 0-1. Sau đó, suýt thì không có sau đó nữa. Các đội bóng Anh chính thức bị cấm thi đấu tại cúp châu Âu trong 5 năm liên tục, riêng Liverpool là 10 năm, sau đó thì được discount còn 6 năm. Còn Joe Fagan thì cũng nhanh chóng nộp đơn từ chức sau thảm họa. Kenny Dalglish khi đó còn là cầu thủ được đôn lên làm huấn luyện viên. Tưởng rằng đội bóng sẽ được đổi vận với những chức vô địch quốc gia liên tiếp. Nhưng đến trận bán kết FA Cup vào năm 1989, Liverpool lại dính vào một thảm họa. Sự cố Hillsborough. Tại ngày thi đấu, hàng trăm cổ động viên Liverpool đã bị hàng rào đè nát. 94 người đăng xuất tại trận, ngay lập tức khiến các ban bệ chính phủ vào cuộc và thanh tra lại toàn bộ cơ sở hạ tầng của các sân vận động trên toàn nước Anh. Năm 1991, Dalglish chính thức từ chức huấn luyện viên trưởng. Graeme Souness kế nhiệm được 3 năm thì cũng bay màu vì không đáp ứng được kỳ vọng. Rồi đến Roy Evans và Gerard Houllier. Dưới sự dẫn dắt của Houllier, The Kop đã tìm lại hào quang ngắn ngủi
với một cú ăn 3 năm 2001 cùng sự tỏa sáng rực rỡ của tài năng trẻ Michael Owen. Đây cũng là năm fan bóng đá thế giới lần đầu được chứng kiến một cầu thủ người Anh giành quả bóng vàng, một thành tích vô tiền khoáng hậu. Tuy nhiên cùng năm, Poulier phải đi phẫu thuật tim, Liverpool như có mất đầu và không thể ăn được nốt chiếc cúp vô địch giải quốc nội năm đó để thành cú ăn 4 cho nó sanh điệu. Kết thúc mùa giải 2003-2004, Poulier từ chức nhường chỗ cho Rafa Benitez, một ông vua đấu cúp nổi tiếng. Và không phụ lòng các fan, ông đã mang về cho The Cop chiếc vô địch cúp C1 đầy cảm xúc ngay ở mùa giải đầu tiên cầm quân. Trong chiến thắng nghẹt thở 3-2 trên chấm penalty sau màn ngược dòng 3-3 từ thế bị dẫn trước 3-0 trước AC Milan. Tuy nhiên, đây có lẽ là thành tích đáng kể duy nhất của Benitez, vì sau đó ông đã không thể mang về sân Anfield thêm chiếc cúp vô địch ngoại hạng Anh hay C1 nào nữa. Kết thúc mùa 2009-2010, Benitez từ chức, cựu huấn luyện viên Fulham là Roy Hodgson lên thay. Mùa giải đó cũng chứng kiến câu lạc bộ suýt phá sản vì vỡ nợ, khiến tòa án tối cao phải vào cuộc và buộc câu lạc bộ phải bán cho chủ mới. Tập đoàn thể thao Fenway đã đánh bại tất cả các nhà đầu tư khác để chiếm quyền làm chủ câu lạc bộ và thương hiệu Liverpool FC. Mặc dù đã đổi chủ, nhưng thành tích của Liverpool cũng không có gì khá hơn. Roy Hodgson, dẫn đến Brendan Rodgers cũng không thể mang về thành tích gì đáng kể ngoài những pha suýt vô địch như kiểu mùa 2013-2014 về nhì chỉ sau Man Cute. Mà cái chức về nhì này nó cũng rất là cay đắng, vì khi đó Liverpool chỉ còn 3 trận nữa là vô địch và đã hơn đội nhì bảng 5 điểm. Chỉ cần không thua trước Chelsea trận đấy là sẽ an toàn về đích, bởi đã thắng đối thủ khó nhằn nhất là Man City 3-2. Chính người đội trưởng khi đó là Steven Gerrard cũng đã ăn mừng cực kỳ cảm xúc sau trận Mercy với câu hét nổi tiếng. Nhưng chính Gerrard đã trượt chân ở một pha bóng đơn giản để Chelsea ăn 1-0, rồi 2-0, cuối cùng rút ngắn khoảng cách hộ Mercy với Liverpool và tuột mất chức vô địch. Sau 5 năm với 4 huấn luyện viên khác nhau và không có thành tích nào đáng kể, Liverpool chưa bao giờ lạc lối đến thế. Năm 2015, một người đàn ông Đức vui tính tên là Jürgen Klopp bước đến và ra mắt toàn bộ báo giới nước Anh trong sự ngỡ ngàng. Klopp vốn đã nổi tiếng ở Đức với việc dẫn dắt câu lạc bộ Dortmund lật đổ Bayern 2 lần tại Bundesliga. Giải đấu vẫn luôn được cho là chỉ có Bayern tự chơi một mình và phát triển phong cách thi đấu Gegenpressing rực lửa. Tuy nhiên, trong năm cuối cùng của Klopp tại Dortmund, đội bóng của ông chỉ về thứ 7 nên người ta vẫn hoài nghi về sự phù hợp của ông với Liverpool. Dù vậy thì JD của Klopp chỉ vỏn vẹn mấy chữ: Make Liverpool great again. Và đúng y chang JD yêu cầu như nào thì Klopp làm được như vậy. Với một nụ cười tỏa nắng, tính cách hài hước và khiêm tốn, Klopp đã mang triết lý thi đấu Gegenpressing chứ danh về với đội chủ sân Anfield. Theo triết lý của ông, thời điểm tốt nhất để lấy bóng của đối thủ là lúc đội nhà vừa mất bóng xong. Lúc này thì đối thủ vừa lấy được bóng và đang chuyển trạng thái từ thủ sang công. Nếu lấy được bóng thì đội nhà sẽ chỉ cách gôn đối thủ vài đường chuyền đơn giản và hệ thống phòng thủ của đối thủ cũng đang bận nghĩ cách phản công. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng phản công lại quả phản công được, vì như thế sẽ rất mệt và phải chạy liên tục. Hơn nữa, việc mất bóng liên tục cũng không phải là bối cảnh mong muốn của bất kỳ huấn luyện viên nào. Vì thế, việc có được nhân sự ưng ý và dồi dào là rất quan trọng với chiến thuật này. Nhưng nếu so về ngân lượng, thì Liverpool sẽ thua các đại gia Mercy, MU, Chelsea là cái chắc trên thị trường chuyển nhượng. Cái khó lo cái khôn. Đội ngũ tuyển trạch viên của Liverpool ứng dụng ngay bộ số liệu thống kê nâng cao từ câu lạc bộ bóng chày Boston Red Sox, một dự án thể thao thành công vang dội của tập đoàn mẹ Fenway, sang nước Anh để tìm những cầu thủ ngon, bổ, rẻ, đúng nghĩa. Những bản hợp đồng như là Robertson, Mane, Salah, Gini Wijnaldum, Alisson và đặc biệt là Van Dijk không rẻ lắm nhưng rất bổ, đều là minh chứng cho phương án chuyển nhượng và scouting thông minh của ban lãnh đạo Liverpool phối hợp cùng với huấn luyện viên Klopp. Có khi nào chính cái lúc ký hợp đồng với Klopp, ban lãnh đạo cũng đã dùng bộ số liệu này để tìm ra ông không nhỉ? Lúc đấy thì thành tích của Klopp cũng đi xuống chứ mấy ai nghĩ sẽ thành công. Ngoài sân cỏ, Klopp cũng chia sẻ một điều khá thú vị về bản thân là ông rất thích nhạc rock và thích nhìn thấy đội mình chạy nhiều hơn đối thủ. Nghe thì chẳng có gì liên quan, nhưng chạy nhiều lại chính là yếu tố tiên quyết đưa Liverpool đến một cúp ngoại hạng Anh mùa 2019-2020. Một cúp vô địch C1 năm 2018-2019 với phong cách thi đấu pressing và tấn công rực lửa mang lại cảm xúc cho khán giả nhà lẫn khán giả đội khách. Ngày nay, mặc dù không còn rực lửa như mùa 2018-2019, nhưng cái tên Liverpool và Klopp vẫn là một thương hiệu bóng đá hấp dẫn, cảm xúc và nhiệt huyết đam mê trong lòng đa số người hâm mộ. Và gần như rất khó có ai có thể anti được vị huấn luyện viên người Đức vui tính vì tính cách và ánh hào quang nhân vật chính mà ông luôn tỏa ra mỗi lần trả lời phỏng vấn. Ông đánh giá sao về bản thân ông thưa ông Klopp? Ồ, tôi đơn giản lắm, ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Tôi chỉ là một người bình thường thôi, không giống như một huấn luyện viên người bồ nào đó.
thật tinh cơ và bất ngờ khi đơn giản hóa đầu tư cho người Việt cũng chính là tiêu chí hàng đầu của Entradex. Entradex, ứng dụng đầu tư chứng khoán miễn phí giao dịch trọn đời. Giao diện thì dễ sử dụng. Đã thế bạn còn được tặng hẳn 2 lốp khi mở tài khoản. Chưa bao giờ đầu tư chứng khoán lại dễ như thế. Link bọn mình vẫn cứ là để ở dưới phần mô tả đấy nhé. Yêu. Cũng từ phong cách thi đấu thương hiệu trên sân cỏ, giá trị ngoài sân cỏ của Liverpool cũng được thơm lây. Để nói về giá trị câu lạc bộ và doanh thu của Liverpool, câu lạc bộ này luôn có mức tăng trưởng dương ấn tượng qua từng năm, đặc biệt là giai đoạn 2015-2020, aka thời kỳ của Klopp. Thời điểm Fenway mua lại Liverpool vào năm 2010, cái giá phải trả chỉ là khoảng 500 triệu đô. Hiện nay toàn bộ giá trị của câu lạc bộ bao gồm các tài sản hữu hình như là sân vận động, lò đào tạo hay tài sản vô hình như là thương hiệu đứng loanh quanh đâu đó khoảng 4 tỷ đô, tức là gấp 10 lần. Chẳng phải vì thế mà LeBron James đã mốc vội 2% cổ phần của câu lạc bộ vào năm 2011 với 6,5 triệu đô, giờ lãi gần 100 triệu đô rồi. Năm 2020, chứng kiến sức mạnh và sự trỗi dậy của Liverpool, thương hiệu Nike cũng đã nhảy vào xin miếng bánh tài trợ áo thi đấu cho câu lạc bộ. Để hiểu kỹ hơn về mức tăng trưởng của câu lạc bộ thành phố cảng, chúng ta chỉ cần nhìn vào các đánh giá từ các bên thứ ba. Thu nhập của Liverpool trong mùa giải 2009-2010 là khoảng 225 triệu euro. Đến năm 2017, doanh thu của câu lạc bộ lại được Deloitte đo lại và con số đã lên đến 420 triệu euro. Còn tạp chí Forbes định giá câu lạc bộ ở mức 1,9 tỷ đô la. Năm 2018, năm Liverpool giành được số điểm kỷ lục 97 điểm tại ngoại hạng Anh mà vẫn về nhì, chỉ thua đúng nhà vô địch MC. Doanh thu tiếp tục tăng lên hơn 500 triệu và Forbes định giá câu lạc bộ ở mức 2,1 tỷ đô la. Năm 2019, doanh thu câu lạc bộ chính thức vượt mức nửa tỷ, lên đến 600 củ một năm. Thành tích đáng nể này chính là quả ngọt của phương pháp đầu tư và làm bóng đá vô cùng bài bản và thông minh của giới chủ Fenway. Triết lý bóng đá và phong cách thi đấu hấp dẫn của huấn luyện viên Klopp và sự bùng nổ của những cầu thủ trên sân như là Salah, Mane. Khi bạn có một đội bóng thi đấu hấp dẫn, khán giả đến sân sẽ đông hơn. Với tệp khán giả đông hơn, nhiều nhà tài trợ sẽ muốn tài trợ cho bạn hơn, ví dụ như là Nike. Và khi phong cách bóng đá của bạn ăn được giải Ngoại hạng Anh và cúp C1, bạn được nhận tiền giải đẫm, đủ để lau nước mắt mỗi lần chia tay, cùng tiền bản quyền truyền hình đủ để lau nhà. Có thể thấy, từ thành công vang dội trên sân cỏ của Klopp và tập thể cầu thủ Liverpool, tất cả những thành công khác đều ăn theo nói leo. Để đến năm 2023 vừa rồi, giá trị câu lạc bộ đã được ghi nhận là tiếp tục nhảy thêm 19% nữa lên mức 5,3 tỷ đô. Có lẽ là điều không còn quá ngạc nhiên với các cổ đông và hội đồng quản trị Fenway. Tuy nhiên, cuộc vui nào cũng có ngày tàn. Ngày 26 tháng 1, chuẩn bị bước sang năm mới rồng vàng, The Kop nhận hùng tin qua một video được đăng tải chính thức trên YouTube câu lạc bộ rằng huấn luyện viên Klopp sẽ nghỉ việc khi mùa giải kết thúc. Trong video, Klopp tâm sự có lẽ ông đã hết năng lượng. Theo một số ý kiến trôi nổi của fan Liverpool, thì tình trạng này của huấn luyện viên có thể là do xem Darwin Núñez dứt điểm quá 180 tiếng một ngày. Sự kiện đã lấy đi rất nhiều nước mắt của cả fan hâm mộ và fan trung lập, thậm chí là cả huấn luyện viên Pep. Nhưng ông này vừa khóc vừa cười, vì giờ MC gần như sẽ không có đối thủ nặng ký ở ngoại hạng Anh. Để tri ân vị huấn luyện viên tận tụy và nhiệt huyết, ngay lập tức các cầu thủ Chelsea đã dâng hiến cúp Carabao cho Klopp trước cả các học trò của ông. Màn ăn mừng trước cúp có lẽ là rất ý nghĩa với tất cả người hâm mộ trên khắp thế giới. Quan trọng hơn là cơ hội ăn bún của Liverpool vẫn còn bỏ ngỏ tại tất cả các giải đấu còn lại. Hy vọng rằng các cầu thủ và đặc biệt là cổ động viên Liverpool sẽ cố gắng hết sức mình. Ai có cuốc dùng cuốc, ai có xiển dùng xiển để giúp Klopp đạt được thành tích cực hoành tráng này cho ông viết vào CV nhé. Bạn thấy đấy, khi đầu tư bài bản và có phương pháp khoa học, dữ liệu hợp lý, mục tiêu rõ ràng, việc hồi sinh một đội bóng từ giữa bảng xếp hạng trở lại ánh hào quang vô địch là hoàn toàn có thể. Và đặc biệt là hãy kiên trì với chính quá trình hồi sinh ấy. Klopp cũng phải mất tới 4 năm mới vực dậy được cả đội bóng Liverpool từ bùn lầy để có danh hiệu đầu tiên. Mà ông này 50 tuổi rồi, thì anh em đừng đi đâu mà vội, cứ bình tĩnh và đặt niềm tin vào bản thân nhé. Hy vọng các bạn nào cũng đang lạc lối và ngụp lặn trong bùn lầy như Liverpool cách đây 14 năm sẽ tìm lại được động lực để tiếp tục tiến bước vào thành công. Và một lần nữa đừng quên like và subscribe cho kênh chúng mình nếu bạn thấy hay nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Bye bye!